Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật 35 món hàng vừa có cái giá hot sale tại Walmart. Nhiều mặt hàng rẻ hơn cả Amazon và Audi. Ngoài ra thì chương trình Walmart Plus bắt đầu có hot sale từ ngày 17 tây tháng 6 và kéo dài trong suốt một tuần. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích Vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Bạn nào chưa có ở cao với Rakuten thì đăng ký đường link trên này để lấy được 30 đồng miễn phí cộng với 3% đến 15% cashback khi mua sắm trên trang Rakuten. Hôm nay thì Walmart cho mình 2% cashback nhưng mà CVS thì được 10% và Sam Club được 12% nha bắt đầu từ ngày mai 17 tây tháng 6 2024 cho đến ngày 23 tây tháng 6 2024 là hot sale của Walmart hàng năm đối với chương trình Walmart Plus nhân đôi số tiền tiết kiệm khi mà mình đổ xăng tại các cái trạm xăng như là Epson hay Mobile. Ngoài ra thì hội viên của Walmart Plus có thêm một cái chương trình là giảm 20% khi đặt những cái tour du lịch vé máy bay khách sạn thuê xe tại cái trang web của Walmart Plus Travel. Hơn nữa thì hội viên của Walmart Plus mình cũng sẽ được sử dụng cái dịch vụ chuyển phát nhanh miễn phí trong vòng 2 giờ mà thường thì những cái dịch vụ này phải trả là 10 đồng cho mỗi một lần sử dụng nha. 35 mặt hàng đang có hot sale tại Walmart. Mình kiểm tra giá là ngày hôm nay 16 tây tháng 6 2024. Hôm nay thì có một bộ áo liền quần rất là nhiều màu. Bình thường là 46 đồng thì hôm nay chỉ còn có 14 đồng 59 sen. Với cái chất liệu phải mềm, sang trọng, thoải mái, có cái độ co giãn nhẹ, thoáng khí, chất lượng cao mang đến sự thoải mái tối đa nha. một cái áo đầm bình thường là 28 đồng thì hôm nay chỉ còn có 4 đồng 11 sen tại walmart.com một cái phao rất là lớn, rất là dài và có những cái vòi phun nước từ ở trong cái phao này à, để cho trẻ em chơi. Thì bình thường nó là 22 đồng 99 thì hôm nay chỉ còn có 12 đồng 98 sen à, tại walmart.com một cái máy làm mát không khí à, gọi là máy lạnh mini để bàn bình thường là 56 đồng thì hôm nay chỉ còn có 39 đồng 99 tại walmart.com máy lạnh mini này có thể điều chỉnh được 3 tốc độ cao trung bình thấp và tốc độ quạt chạy tối đa là 4.000 vòng trong một phút có thể xoay được 60 đến 120 độ và có thể điều khiển cái hướng gió theo ý muốn ngay cả cái cánh cửa sổ của cái máy lạnh mini này nha. Được trang bị bộ lọc nhiều lớp. Một cái cây hút bụi lau sàn 3 trong 1 của Ion Vax. Bình thường 49 đồng thì hôm nay chỉ còn có 24 đồng 17 sen tại Walmart.com Máy hút bụi cầm tay 3 trong 1 thế hệ mới của IonVac Siêu nhẹ, siêu di động, chỉ nặng có 5 pound thôi Và có thể chuyển đổi từ máy hút bụi đứng sang máy hút bụi cầm tay trong vòng vài giây Đầu hút mỏng để hút ở những cái góc trật hẹp và những không gian khó tiếp cận Máy hút bụi thích hợp cho sàn, gỗ, sàn gạch thảm nệm sofa xe đặc biệt là lực hút lên đến 12.000 pa rất là mạnh cộng với bộ lọc hepa có thể tháo rời để làm sạch một cái máy lọc không khí Bình thường 60 thì hôm nay chỉ còn 34 đồng 39 sen. Cái loại máy lọc không khí này đặc biệt là nó không có thành phần ozone và ion. Những cái thành phần này sẽ không có tốt đối với những người bị bệnh hen suyễn Bởi vì khi mà máy lọc sử dụng cái tầng ozone và ion để lọc thì nó sẽ không có lọc hết được những cái bụi và những cái vi khuẩn như những cái máy lọc có những cái miếng lọc HEPA. Máy lọc này có thể lọc lên đến diện tích 300 square feet mạnh mẽ. Với cái bộ lọc HEPA tiên tiến, công nghệ hiệu suất cao đó sẽ diệt trừ được tất cả những cái sơ những cái bông những cái vi khuẩn, những cái bụi lớn bụi nhỏ, thậm chí cả lông thú cưng mang lại một cái không khí trong sạch cho mình dễ hô hấp và tốt cho sức khỏe nhất là đối với những người hen suyễn nha một bộ trăng hai mặt và hai cái áo gối bình thường là 173 đồng thì hôm nay chỉ còn có 36 đồng 99 sen tại walmart.com cái bộ trăng này có thể xài hai mặt và đặc biệt nó mắc là bởi vì nó được làm một trăm phần trăm là polyester và được phủ thêm những cái sợi microfiber cao cấp cho nên nó rất là mềm thoáng khí mình có thể xài được bốn mùa một bộ vali gồm 4 món, ba cái vali gồm vali 28 inch, 24 inch, 20 inch và một cái vali nhỏ xách tay để mình đựng những cái đồ linh tinh trang điểm make up. Thì bình thường là 400 thì hôm nay chỉ còn có 99 đồng 99 sen mình tiết kiệm được 300 đồng. Bộ hành lý chất lượng cao được làm từ chất liệu vỏ cứng dày giúp bền nhưng mà nhẹ chống được va đập và chày xước Bánh xe thì là bánh xe đôi, một cái vali đến 8 cái bánh xe và quay được 360 độ. Chiếc vali này đã được vượt qua bài kiểm tra thả rơi, kiểm tra khả năng chịu được à, lực ép và chịu được lực đè của nó cho nên là rất là bền và chắc chắn. Cái tay cầm ở mặt trên và ở bên hông tiện cho mình di chuyển. một cái túi pack, pack bình thường 35 đồng thì hôm nay chỉ còn 10 đồng à, sắp tới mùa tụ trường nếu mình mua sớm cái túi này cho con em thì mình tiết kiệm rất là nhiều và cái túi này đặc biệt nó rất là bền bởi vì nó được làm từ 100 phần trăm polyester bền bỉ có cái tính năng mở rộng khi mà đồ chứa nhiều thì nó sẽ bung một cái lớp để nó mở rộng ra để mình chứa được rất là nhiều đồ nha Túi có khóa kéo đựng nước ở bên hông, khóa chắc chắn cố định để ngăn cái phần chính và phần phụ và ngăn chặn việc vô tình mở ra, tay cầm cao su lớn đảm bảo độ bám dễ dàng. Ngoài ra những cái vòng vải phía trước cố định có các cái phụ kiện nhỏ và những cái vật để mình đựng móc khóa mình móc vào. Túi có khóa kéo bên trong, đặc biệt là cái đáy của cái túi là chống nước nha một cái máy hút bụi robot bình thường 300 thì hôm nay chỉ còn có 79 đồng 99 sen tại walmart.com máy hút bụi có thể theo dõi lộ trình làm sạch theo thời gian thực kiểm soát hướng làm sạch và cài đặt chế độ làm sạch theo thời gian có thể hoạt động liên tục 100 phút tự động quay lại đế sạc và sạc lại khi pin yếu Robot hút bụi có thể làm sạch mọi ngóc ngách và gầm bởi vì nó rất là mỏng. Ngoài ra nó có một cái bộ cảm biến để giúp tránh chướng ngại vật, đặc biệt là lực hút lên đến 2.800 PA rất là mạnh, loại bỏ tất cả loại bụi lớn nhỏ lông thú cưng mà không có sợ bị rối tóc, đồng thời với cái công nghệ lọc HEPA 3 lớp ngăn chặn các cái hạt bụi mịn thoát ra ngoài không khí. Một cái tai nghe không dây Bluetooth Bình thường là 100 đồng thì hôm nay chỉ còn 19 đồng 99 sen. Tai nghe S8 này hỗ trợ công nghệ sạc không dây và có nhiều chế độ sạc giúp cho mình không có thiếu dây nguồn và dây dẫn khi mà nó hết pin. Cái lớp phủ nano bên trong bảo vệ tai nghe khỏi mưa và mồ hôi khi tập luyện thể thao hoặc là mình chạy bộ dưới mưa. Pin có thể xài được 6-7 tiếng và cái hộp sạc sẽ giúp cho mình sạc được cái tai nghe này thêm đến 6-7 lần thời gian sử dụng Tai nghe này là thiết kế chống rơi, nó không có rớt ra ngoài cái lỗ tai mình và nó rất là kính sát cái lỗ tai mình Vừa vặn và thoải mái dù là mình đeo cả ngày nha Một cái quần à, ống loe co giãn của phụ nữ bình thường 15 đồng thì hôm nay chỉ còn có 5 đồng 24 sen được thiết kế mang phong cách thoải mái và ôm sát chất liệu phải thấm ẩm thoáng giúp khô ráo và thoải mái có hai cái túi mở bên hông để mình đựng thêm đồ nha một nồi nấu chậm xấu khớp với năm chức năng cài đặt sẵn phục vụ tối đa 7 người có màn hình cảm ứng à, sáng lên khi mình cần và tự động chuyển sang chức năng giữ ấm đồ ăn à, Với cái đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số Có thể lập trình từ 30 đến 24 tiếng trước Và đây là một nồi gốm chống dính Có thể tháo rời và dễ dàng lắp đặt Cái nắp thì có cái chất liệu là thép không rỉ nha Bình thường là 69 đồng Thì hôm nay chỉ còn có 49 đồng 96 sen Một cái máy pha cà phê Espresso cái máy này bình thường 330 đồng nhưng hôm nay chỉ còn có 93 đồng 99 sen Đây là máy pha cà phê Espresso được trang bị áp suất cao 20 bar tạo ra độ đậm đặc tối đa việc giữ lại những cái hương vị của... và dầu tự nhiên của cà phê. Cái khả năng đánh bọt sữa cho cà phê cappuccino và lết bằng cái đũa hơi tạo nên cái độ xoay 360 độ cho nên cà phê của mình có thể tạo ra bọt sữa mịn mượt với cái hệ thống kiểm soát nhiệt chính xác. Một cái cây quạt đèn vừa làm quạt vừa làm đèn để gắn trên ceiling hai trong một, bình thường 130 đồng thì hôm nay ở walmart com chỉ còn có 69 đồng 99 sen. Được thiết kế hai trong một kết hợp quạt và ánh sáng với chiều rộng là 18 inch, điều khiển từ xa bằng app điện thoại và ánh sáng thì có 3 màu và 6 tốc độ gió để mình có thể điều chỉnh ánh sáng và độ gió nha. Một cái túi Michael Kors bình thường 398 đồng thì hôm nay chỉ còn 68 đồng 68 sen tại Walmart.com được làm bằng da sapheno với cái điểm nhấn là dây chuyền ở phía mặt trước và có dây kéo trên cái logo Michael Kors. Chất liệu da cao cấp xài lâu vẫn mềm bóng mà không bị sờn hay cứng một cái máy rửa chén sấy khô chén bát để bàn bình thường là 460 đồng hôm nay chỉ còn 259 đồng các bạn đừng quên à, click vào đây để mình lấy được giảm giá 20 đồng Walmart cash và cái số tiền này sẽ nằm trên Walmart account của các bạn có thể chứa nước 5 lít và có chức năng sấy khô bằng không khí, có 5 chương trình rửa, hơi nước tạo ra bởi nhiệt độ nước là 167 độ F có thể làm sạch sâu các cái chén, bát, ly, bình sữa, đồ chơi, đồng thời làm cho đồ thủy tinh trở nên lấp lánh và sáng trưng. Có màn hình cảm ứng LED được đặt nghiêng về phía trước để tăng khả năng hiển thị và sử dụng. Một cái iPad model 2024 12 inch cộng với một cái bàn phím dính liền được xài như là một cái laptop 2 trong 1 vừa iPad vừa laptop và có wifi 5G bình thường là 230 đồng thì hôm nay chỉ còn 118 đồng 74 cent tại walmart.com Máy có chức năng IPS, Bluetooth, GPS và nhiều chức năng khác một cái tấm nệm cho trẻ em nằm chơi nệm dài một inch và bề ngang là 19 chín inch và bề dài là 45 mươi inch bình thường là 28 mươi tám đồng tám mươi chín cent hôm nay chỉ còn 11 một đồng chín mươi hai cent cái nệm này mình có thể gấp lại khi mà không sử dụng hoặc là mình có thể sử dụng cho trẻ em chơi hay là mình tập thể dục thể thao yoga rất là êm nệm chống nước và dễ lau chùi 100% là sản phẩm an toàn, chất lượng cao, bao gồm cái bọt dày, đặt công nghệ hàng kính nhiệt để chất lỏng không thoát ra ngoài, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Một cái gối ôm thú nhồi bông của Hello Kitty chính nguyên trị cao, bình thường 30 đồng thì hôm nay chỉ còn có 9 đồng 97 sen. Chú gấu nhồi bông gối ôm Hello Kitty rất mềm mại và dễ ôm, rất dễ thương. Một cái áo khoác của Nam bình thường 17 đồng nhưng hôm nay chỉ còn có 6 đồng 19 sen tại Walmart.com Có nhiều kích cỡ và có 3 màu với thiết kế là vải mềm giúp cho các cái hoạt động co giãn được dễ dàng Chiếc áo có những cái khóa kéo có túi trước Ở bên trong được lót bằng một cái lớp lông cù để tăng thêm sự ấm áp một cái tủ nhựa đa năng 4 tầng có thể xếp lại chồng lên nhau khi mình không sử dụng Bình thường là 90 thì hôm nay chỉ còn 49 đồng 99 sen tại walmart.com Mình có thể sử dụng trong phòng ngủ, nhà bếp, văn phòng, nhà để xe Và tủ có thể di động được bởi vì có 4 bánh xe và có hai bánh xe phía trước khóa lại để tủ có thể đứng yên Tủ được làm từ chất liệu nhựa PP bền và chịu lực cao chắc chắn một bộ ba cái giỏ đựng đồ bình thường là bốn chục hôm nay chỉ còn 15 đồng 99 sen tại walmart.com ba cái giỏ này được làm từ vải cation chắc chắn có thể gấp lại có cái tay cầm với cái diện tích là 15 x 10.6 x 10 inch rất là lớn và tiện sử dụng một cái nệm hơi queen sai để mình đi cắm trại và mình bơm cho nó phồng lên trong vòng 30 giây rất là nhanh và mình xả hơi để xếp lại chỉ trong vòng vài giây thôi rất là tiện lợi bởi vì cái van tháo hơi và bơm hơi rất là nhanh Bình thường là 58 đồng thì hôm nay chỉ còn có 15 đồng tại walmart.com Một cái cây hút bụi và lau nhà bằng nước của hiệu sát bình thường 100 đồng thì hôm nay walmart.com sale xuống chỉ còn có 49 đồng đi kèm theo sản phẩm là hai cái miếng lau nhà kèm với một cái bình nước lau nhà máy sử dụng lực hút chân không mạnh để lấy đi tất cả những cái vết bẩn và phun nước rửa sạch ngay cả những cái vết bẩn cứng đầu nhất một cái bàn đa năng mình có thể dùng làm bàn ăn hoặc là bàn để làm việc mặt bàn có thể chứa được laptop, ipad, ly, điện thoại và có một cái ngăn kéo để mình có thể đựng đồ linh tinh. Đặc biệt là chân bàn được làm từ chất liệu ống thép và có bốn cái bên cao su để không trơn trượt. Bình thường bốn chục thì hôm nay chỉ còn 17 đồng 40 so với một cái bàn gỗ ở Audi là 25 đồng và ở Amazon là 35 đồng nha một cái tiếp kem chống nắng và dưỡng da có mineral nhiều khoáng chất để bảo vệ da bình thường là 42 đồng thì hôm nay tiếp kem chống nắng bảo vệ da Tizo 2 này chỉ có cái giá 18 đồng 75 sen trên Amazon đang bán cái tiếp kem chống nắng dưỡng da mineral này là 45 đồng nha bởi vì nó có cái nhiều cái mineral khoáng chất không gây hại cho da đồng thời mang lại làn da mịn màng và nó không có cái cảm giác nhờn hay trơn trượt khi sử dụng cái loại kem chống nắng dưỡng da này thành phần không có chứa chất dầu parapel hoặc là nước hoa hay là thuốc nhuộm gây hại cho da nha hai cái bộ đèn năng lượng mặt trời cảm biến bình thường 80 thì hôm nay chỉ còn 29 đồng 76 sen đèn cảm biến chuyển động dùng năng lượng mặt trời có 3 chế độ chiếu sáng ban đêm có khả năng chống thấm nước, chịu nhiệt, chống xương giá, phù hợp với hầu hết các cái điều kiện thời tiết, thích hợp để ở sân vườn, bãi cỏ, đường lái xe vào nhà hoặc trên tường hàng rào. Một cái bình xà bông rửa chén hiệu Bamolive, loại cực mạnh, bình thường là 16 đồng 79 sen thì hôm nay chỉ còn có 3 đồng 48 sen. Các bạn đừng quên apply 3 đồng Walmart Cash này để mình được tiết kiệm nha. Với cái giá này thì rẻ hơn ở Costco và Amazon rất là nhiều. Một cái nồi chiên không dầu, bình thường là 200 thì hôm nay chỉ còn có 47 đồng 49 sen. Các bạn đừng quên apply thêm 2 đồng rưỡi coupon off ở đây. Nồi này rất là lớn, có thể chiên nấu với diện tích là 5.8 lít có khả năng phục vụ 3 đến 6 người cùng một lúc. Màn hình điều khiển cảm ứng LED lớn, có sẵn 5 cài đặt để nấu ăn như là làm bít tết, khoai tây, chiên gà, cá hoặc làm bánh. Sử dụng công nghệ mới là lưu thông khí nóng 360 độ liên tục cho nên thức ăn của mình nấu hay chiên luôn luôn được nóng vàng, giòn và mềm không dai nha. một cái máy massage cổ chân lưng vai toàn thân của hiệu Shiatsu. hiệu này thì rất là bền bình thường cái máy này là 100 đồng thì hôm nay chỉ còn 24 đồng 99 xe máy chủ yếu dùng nhiệt nóng cùng với lại sáu cái nút 3D có thể nhào ấn sâu vào các cái cơ để giảm căng thẳng của các cái cơ và giảm cơn đau một cái đôi dép Pacman bình thường là 15 đồng, hôm nay chỉ còn có 5 đồng. Dép có độ bền cao và chịu đựng được năng lượng di động của người mang, đế giày chắc chắn không trơn trượt. Một cái kệ 5 tầng để đựng giày dép, túi sách nón, đồ linh tinh, bình thường 50 thì hôm nay chỉ còn 14 đồng 99 sen. Kệ này được làm 100% là nhựa và kim loại chất lượng cao chống ăn mòn, chống rỉ bền và rẻ hơn ở tiệm Audi và Amazon. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.